Em bị tim thòng. Kiểu như vui nhộn quá mất đúng không? À, khoe giọng hả? Bác sĩ tuần trước đã nhận được huy chương rồi, cho nên hôm nay còn hào hứng. Đúng mà hôm rồi. Tuần này còn dẫn một người đi học võ nữa biết không? Nhất là cô gái xinh đẹp nữa, 20 tuổi nữa. Nếu mà dẫn một cô gái xinh đẹp mà em thấy mặc bộ đồ giống như bác sĩ hình như là bị cổ quýnh cho người bầm tím ở đâu á đúng không? Đúng rồi đó, là xém bị quýnh thôi chứ không phải là bị quýnh. Ủa vậy là em là con ma đau xanh gì trong cái thư đó hả? Thật ra là em chỉ diễn lại cái cảnh đó thôi. Diễn lại cái cảnh đó nhưng mà là bất ngờ ở chỗ là mình làm mà mọi người xung quanh không biết, cứ tưởng mình là ăn cướp thiệt cho nên mọi người cũng hô hào lên tím tụm lại chuẩn bị là đánh, thì lúc đó sợ quá mở cái khẩu trang. Yêu rau xanh khác, ăn cướp khác. Nào thật ra thì cái khuôn mặt của Azor nó cũng rất là hợp với yêu rau xanh. Không, tôi chưa tưởng tượng ra cái chuyện yêu rau xanh là làm cái gì. Ừ, em gặp chưa mà em biết hả? Ăn cướp thôi. Mới cướp thôi. Em biết chưa, em biết yêu rau xanh là gì? Yêu rau xanh là cái con người dễ sợm. Không, hôm nay tôi rất là vui tại vì lâu rồi Miko Lan Trinh mới trở lại du lịch kỳ thú sau những năm tháng buôn ba bốn đậu bốn tôm. Thôi bây giờ vô đây còn mùi mắm tôm nữa. Mùi gì vậy trời. Thôi mình vô vấn đề chính cho mọi người. Em sẽ đọc lại lá thư tuần trước. Thân gửi chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Trần Nguyễn Thiên An, 20 tuổi. Hiện đó là sinh viên trường đại học Hồ Tết. Gần đây em nghe trên báo đài xuất hiện rất nhiều tình trạng cướp giật bắt cóc vân vân. Rất nhiều mà em thì dạo này lại hay đi làm về khuya nên em rất là sợ. Em hơi ốm yếu, sức vóc không có, nên khi nghe gặp cướp hay là yêu rau xanh chắc chắn sẽ không thể kháng cự lại. Tâm sự của em đó, tâm sự của Miko đó. Đã từng gặp chưa? Tiếp. Em gửi thư này mong anh chị thám tử có thể giúp em cách tự bảo vệ bản thân, phòng tránh được nguy hiểm. Em cảm ơn các anh chị thám tử rất nhiều. Không, anh trách còn em nói đi. Thì hồi nãy thì bác Dô có kể cái sự tình là bác Dô đóng giả vai ăn cướp. Thì thôi bây giờ muốn biết là bác Dô đã làm nó như thế nào đi. Thì coi clip. Hay quá. Trời ơi sao thả ra dễ dàng vậy. Hay quá. Phải thức ăn ông mà. Như vậy là bạn đã biết cách phòng vệ rồi đó. Ít nhất là bạn cũng phải kêu gọi lên đúng không? Trời ơi dễ thương vậy trời. Trời nãy giờ tôi rất là hồi hộp để tôi đóng vào vai một cái người ăn cướp. Tôi sợ là không biết bà con xung quanh có hiểu lầm tôi không? Anh tất cả mọi thứ đều là dạ anh phải vậy, tại vì mình là người dân xung quanh thì mình phải hỗ trợ chứ đúng không anh? Chào em, anh bắt tay em cái. Hồi nãy cảm giác của em sao vậy? Em muốn xỉu luôn nha. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em là bị người khác giật đồ đúng không? Đó là lý do mà tại sao em muốn học một khóa phòng vệ đúng không nào? Như hồi nãy anh thấy em làm rất là tốt. Em chỉ biết la lên thôi. Khi mà anh giật, anh cố giật á, em hạ thấp người xuống. Em hạ thấp người xuống đồng nghĩa là anh không có cái thế để anh giật nó đi. Và thậm chí là em hô hào những người xung quanh để họ gọi tới, họ chạy tới, họ giúp em. Thì ngày hôm nay anh sẽ giúp em cũng như những bạn xem đài biết thêm về những cái thế thủ để phòng chống tự vệ của nữ. Và không những nữ có thể làm được mà nam cũng có thể làm được. Anh sẽ dắt em tới một lớp học. Em đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi, ok. Trời ơi cười kìa ông thần ơi. Bác Dô cười hạnh phúc quá ha. Hạnh phúc vụ gì? Ủa nữa hả? Qua voi bên Nam đó hả? Đó, từ trước em nói rồi, em quen nó là vỏ này mà. Bầu đá vô cổ này chỉ có chết thôi. Thiệt. Hay quá. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Cho em hỏi chị một chút xíu. Bình thường chị đã bao giờ gặp một cái trường hợp tương tự để mình phải sử dụng tới võ thuật ở thực tế chưa? Dạ cũng có một trường hợp, đó là một tên say rượu thôi. À say rượu. Các bạn này ở tuổi tuổi cũng rất là trẻ. Đi đêm hôm thì cũng phải phòng vệ. Những đòn thế của vua Việt Nam thực sự là rất là đơn giản, nhưng mà rất là hữu dụng trong cuộc sống. Ngay cả một bạn bình thường chưa biết chuyện có thể tập ngay từ đầu để tự vệ bản thân. Giờ có tự tin để chuẩn bị tập luyện không?
Dạ phải thử mới biết. Em là đóng vai cướp, ta là cướp đây. Nếu như em ôm chị được như sao? Như vậy thì phản xạ đầu tiên chị sẽ làm gì? Khi mà mình bị ôm thì phản xạ đầu tiên mình coi như là mình phải vùng vằng. Vùng vằng. Chờ cho lúc đó mình sẽ quan sát xuống chân. Chân lên, dùng gót chân, đạp vào chân đúng rồi. Và đồng thời mình đâu là tay như thế này nè. Mình chém vào hả? Tới khi nào là bị đau? Đau mới thôi con. Nhân lúc rồi. Tới nào dính thôi. Tới khi nào dính thì thôi nha. Vô. Mình làm nương nương thôi nha. Đừng có đập thiệt nha. Ba là ăn cướp đây. Ba nhận gì nè. Tại sao lấy những cái nhiệm vụ như vậy đầy đầy trách nhiệm cho đứa đó cũng đạt được chính xác. Hạn chế đâu vườn. Anh ơi, anh có vợ rồi nghe. Phản xạ đầu tiên là dùng văn nha. Tôi có lên đường trách nhiệm. Hãy cái dùng khán giả thôi. Ây da. Là lúc này là mình phải bỏ chạy liền phải không chị? Phát ra được là phải bỏ chạy nghe không? Ok. Quay quá. Đây là động tác bóp cổ sau. Ở đằng sau tới. Cố gắng mình giữ chặt động tác. Dùng chân phải lùi về sau thì đồng thời lòn tay phải từ dưới lòn lên gạt xuống vào tay đây, tay trái chụp tay ra lại bắt đầu tiếp tục nương đứng thẳng người lên chém quét đá vào chân, quét vào chân chém vào cổ hoặc là mặt rồi một lùi chân rồi lòn từ dưới lòn lên gạt xuống chụp tay lên tay té bỡ dưới nè phá chặt tay lại dở chân lên đá cái tay chém luôn chém đây luôn wow. Chém có thể chém vào bàn tay là dễ nhất nhưng mà với tư thế này thì hơi khó tại vì hàng chủ có một chân thôi dạ. Nên phải đứng cho bụng để coi là mình bị té này. Cái lúc mà gặp cổ nếu mà mình không giữ cổ ra mình cũng ngã thế thôi. Nhưng mà mình phải xoay theo rồi. Giữ tay chặt rồi kẹp chặt tay đối phương. Không cần ngại đâu. Đứng như thế này rất là dễ bị mất thế không? Lùi thẳng chân ra sau luôn. Rồi, tay, gạt chân. Rồi, đúng rồi. Đau không? Đau với dĩ nhiên đòn thế nè. Em có khiến đâu mà đau quá chị. Đây là tóc nắm từ trên kỵ xuống nè. Các bạn nữ thường thì bị nắm lắm. Bị nắm kỵ xuống mấy bạn cũng không biết làm gì đi theo. Thì theo quán tính thôi. Bây giờ dùng tay phải mình chụp. Giữ lại, bám sát vô đâu. Dùng ngón cái là bấm vô cái nguyệt mình nè. Đây là cái nguyệt, mình có cái nguyệt đây nè. Mình có cái nguyệt đây nè. Dùng bốn ngón tay. Lòn vào trong. Vừa xoay người, bỏ chân phải lên. Lòn bên trái. Quăng sẽ xuống. Đập vô đây. Đây. Mẹ xuống. Đập vô cổ. Để và bẻ, bẻ ngược tay luôn lại. Bẻ ngược luôn. Khi mà bạn bẻ tay đó thương thì bạn phải giữ chặt nè. Để có thương bị trái khớp nè. Dạ. Không, bị xoay nè, bị trái khớp nè. Chặt tay đó thương. Lên đi anh. Chạy. Đau quá. Ok. Với trường hợp mà chúng ta có tên cướp có vũ khí trong tay thì sao chị ha? Đối phương á thường là tấn công mình bằng cách là giơ dao ra để uy hiếp mình trước tiên. Thực chất người ta cầm dao người ta không dám tấn công trước. Trừ phi đối phương manh động lắm người ta mới dám cầm dao, người ta đâm thẳng vô mình. Dạ. Còn mà thành trường cướp là không dám đâm mình đâu. Tâm lý người bình thường đúng không anh? Đúng rồi. Rồi ok. Đối phương nè, một nè, đâm thẳng vô bụng. Thẳng vô bụng. Nếu chúng ta không biết đường á, chúng ta có thể là lùi về sau nữa. Nếu mà lùi sau, ta đi tới nữa. Một. Mình xách hai bên qua. Né qua. Anh sẽ đâm nè, bạn nương sẽ dùng chân trái bỏ qua sang ngang. Rồi. Né được cái đường dao người ta đi. Hai. Bạn nương dùng tay phải gạt từ dưới và gạt lên. Gạt lên. Dùng chân phải đá vô mặt. Hay quá em. Nếu mà chúng ta đá không được như mặt thì chúng ta đá tầm bụng thôi. Tầm bụng. Cái này phải dứt khoát nha. Không dứt khoát là mệt là mất đà đó. Không phải. Đây là nhớ là phải giơ cao khỏi tầm mắt của bạn để bạn quan sát mà phản đầu đúng không? Làm lại đi. Cứ bình thường thôi.
là chúng ta chỉ cần có 10 phút thôi để các anh chị hướng dẫn những bài tập này để bản thân em và cũng như các bạn xem đài có thể thấy được. Cho dù mình có là nữ đi nữa thì chúng ta vẫn có khả năng tự vệ, đúng không? Cho nên là cái việc mà luyện võ để tập luyện cho mình để phòng vệ cho bản thân mình là một điều hữu ích trong cuộc sống. Và cảm ơn hai anh chị đã giúp tụi em ngày hôm nay. Muốn thử không? Muốn thử không? Muốn thử không? Thử đi bạn. Thử không? Chị đang chọn. Thử đi Thanh. Mình cô lên thử đi. Thôi, sao vậy? Nằm dài lắm. Không sao đâu, thử đi. Không, mặt nằm dài là càng dễ sao hơn. Sao đá được? Không có đá, không có cái đòn không đá không đá đâu. Bây giờ bạn nhỏ nhắn là bả đó, tôi bự lắm. Cái đòn bình thường nếu như đặt một người đàn ông mà hơn bạn thì biết sao thì bạn làm cái gì? Tôi dùng dãy. Dùng dãy đi, dùng dãy đi rồi. Sao nữa? Đạp cái gót đó đó. Đạp gót xong rồi. Thì hình như là bác sao để ý Miko từ lâu rồi đúng không? Trinh ơi, Trinh đi, mấy tuần Trinh vắng mặt cái Trinh đi chữa bệnh hả? Chữa bệnh gì? Bị bệnh điên á, đâu ra cái ảo tưởng vậy? Không phải là tôi làm cho tôi đẹp lên, tôi tút lên bây đẹp giờ. Đẹp hơn hay là đọc hơn? Bảo giờ tôi ký cho gọi nó cười không à, không có làm người hòa giải gì đó. Hòa giải, hòa giải. Sau cái khóa học cấp tốc đó thì bạn nữ đó đã tự tin hơn chưa? Thật ra cái này khi chỉ là đơn thuần chỉ có một vài, chỉ có 15-20 phút để luyện tập, nhưng mà ít nhất bạn ấy cũng đã biết được một số đòn thế cơ bản để bạn ấy về bạn ấy luyện tập thêm. Tại vì cái này em nghĩ như các thầy cũng nói là phải luyện tập cho tới khi nó thành một cái bản năng. Người ta phải đi cướp nhiều vô đó, tức là bình thường sẽ về tìm một cái bạn nào đó để tập chung đó. Anh Hoàng có muốn thì ra đó liên hệ để bạn đánh mỗi ngày đó, thì em nghĩ sẽ, trong tương lai bạn sẽ thành một cái phản xạ nếu như gặp cướp hay là những cái dạng mà euro xanh đó. Nhưng mà anh cũng có một cái kinh nghiệm muốn nói với bạn nữ đó, chẳng hạn như là những cái mà về euro xanh, ôm nắm tóc hay là cái gì đó thì mình còn sẽ mình xử lý được. Riêng nếu người đã cầm vũ khí rồi, cầm dao rồi, bỏ chạy tốt hơn hết. Một là có cái gì trên người, bóp túi tiền hay cái gì đó, quăng cho người đó, nên đưa cho người đó rồi xin đi, không đừng có phản xạ gì cả. Tại vì thứ nhất, một võ sư lành nghề chăng nữa không nói hay được đúng không anh, mà cầm một người đó, một người khác cầm một con dao cũng không thể nào xử lý được, hơi mạo hiểm đấy. Thật ra những cái gì mà chúng ta đã xem nãy giờ và những gì mà những lớp võ hướng dẫn, nó chỉ là mang tính chất ước lệ. Cá nhân em cũng nghĩ ra điều đó, và em cũng nghĩ là thật ra võ thuật nó giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỹ năng và sự nhanh nhạy trong cuộc sống để phản xạ phán đoán trong cái tình huống đó thì chúng ta nên làm thế nào. Tuy nhiên trong thực tế, nếu như chúng ta gặp cướp thật sự hoặc là chúng ta gặp euro xanh thật sự thì điều đầu tiên em nghĩ là phải chạy. Phán đoán thật nhanh trong trường hợp đó. Chúng ta có tất cả những gì trên tay, ví dụ như bóp điện thoại này, ném thật mạnh vào đối phương và tìm cách bỏ chạy, và cùng lúc đó là phải hô hào lên để cho có mọi người tới cứu. Thực ra bên nước ngoài á, là người phụ nữ họ thường thường trong túi sách của họ có xịt cây đúng không? Có xịt cây, nó có loại spray gì đó. Có cái máy cây chích điện đúng không anh? Không, cây chích điện thì tất nhiên là có, nhưng mà phải có license, phải có giấy phép. Riêng ở Việt Nam chúng ta, cái việc mà sử dụng những cái gọi là dụng cụ hỗ trợ đó dành cho người phụ nữ, những người cướp, những người có tính xấu lại lợi dụng những cái công cụ đó để mà lại đi cướp ngược lại. Cho nên hiện tại nhà nước chúng ta vẫn chưa có phép sử dụng những cái công cụ hỗ trợ đó. Nhưng mà nếu mà cho phép thì phụ nữ chúng ta nên sử dụng những cái công cụ, chẳng hạn xịt hơi cay đó rất là hay. Tại khi mà xịt một cái là tung hỏa mù, đối phương mình có thời gian để mình bỏ chạy. Vậy mình đem theo dầu quả với bột mì giống như anh bữa đi, nó sẽ hợp pháp hơn. Thì nếu mà có thời gian để rút được bột mì ra từng nắm ở trong cái bịch xong là lúc đó là nó cướp anh rồi. Còn không nữa, anh có nhớ tới bột tiêu. Bột tiêu, bột ớt nè cũng được đúng không anh? Hắt vô mặt đó. Thì nhưng mà thí dụ mà chồng mình lấy được cái bột đó ra thì có em ơi, một người phụ nữ chẳng hạn trong túi sách hay là trong một cái gì đó có chuẩn bị sẵn, khi mà trên đường mình về mình đã thủ sẵn, lỡ mình thủ gì đó mình có thể mình sử dụng được liền. Nhanh lắm, mình làm bếp mình làm nhanh lắm. Đúng rồi, hợp lý. Hay. Kinh nghiệm rất tốt. Lại. Hay ghê quá. Ghê quá, tự nhiên đẹp quá. Mình cần những người đàn ông bảo vệ mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai về patin nghệ thuật. Em là Đỗ Đức Tân, năm nay 20 tuổi và sinh sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Em rất mê môn patin.
hồi xưa đã thử chơi nhưng bị ngã một cú quá đau, quá mạng nên không dám chơi nữa. Dạo này thấy phong trào cho ba tin lan rộ lên, em muốn chơi lại nhưng sợ ngã quá. Các thám tử cho em hỏi có cách chơi ba tin nào mà không bị ngã không? Mong các thám tử giúp em ạ. Đó, mang bà hộ. Hồi xưa chị Thanh cũng đã từng chơi ba tin, cũng đã ngã rất là nhiều lần cho nên nó cái cảm giác sợ nó làm cho mình không muốn chơi lại nữa. Thốn lắm em bị nhát. Thốn. Ai cũng vậy, người ta đau thì người ta sợ thôi. À thôi thà một lần đau khi rồi là anh có đam mê và anh thật sự muốn học thật nhiều cho nên anh cứ nhấn thôi, anh luyện tập nhiều anh mới. Nhưng mà cái vấn đề đang đặt ra là cái nằm ở câu hỏi. Một câu hỏi là làm sao chơi để không té thôi. Chơi ba tin mà nghĩ sao không té. Rồi anh phải nó bơi lên đi, làm rồi, sao lên chơi mà không té là đừng có trượt thôi chứ. Chỉ có một cách là không chơi là không té thôi. Đó. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao là giảm thiểu được cái độ té, cường độ té và số lần té. Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi Hoài Rapper đến với một sân chơi ba tin rất chuyên nghiệp. Như dân chuyên nghiệp luôn thấy không? Ngày tất cả mình đã sẵn sàng. Ngày và bây giờ đã trực tôi sẽ trình diễn cho quý vị biết thế nào là tuyệt đỉnh ba tin. Bảo hộ đầu luôn, bảo hộ mình luôn. Gì đây? Áo bảo hộ mình, áo hả bảo hộ đầu. Cái này là áo phao. À, thì bảo hộ nó đỡ. Bảo hộ đường thủy. Còn cái này gọi là đường té hiểu không? Đường thủy, đường té liên quan gì trời? Thì cũng là bảo hộ. Rồi đội cái này rồi che mặt thì sao người ta thấy hình tôi. Thôi đi đi. Đi 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 cho khác chơi đi. Còn lao thì chưa gì vô mà phá rồi. Phá chuyên gia. Không, cái đó đáng lẽ là phải có thiết kế thêm cho cái bộ phận mông nữa chứ. Làm sao mà chơi cái trò này mà không té được. Hiện tại thì Hoài Rapper đang có mặt tại Sài Gòn Skate Park. Hội tụ với những cú té ngoạn mục nhất của giới trẻ Sài Gòn tập trung về đây. Và chắc chắn là với kinh nghiệm té này thì sẽ có rất nhiều vị cao nhân ở đây sẽ chỉ cho Hoài Rapper biết những kinh nghiệm vui đó nhất để tránh những trường hợp té đáng tiếc. Nhưng họ biết cách té. Sao họ thích té vậy? Họ biết cách té. Không biết gặp ai đây. Đợi tới xíu nha. Tớ sẽ đi tham quan một vòng rồi tớ hỏi coi coi trượt băng ai là ha? Người có kinh nghiệm ở chỗ này ba tin rồi ha. Thì mình quen đường băng thôi chứ mình không có quen đường đất gì lắm. Rồi sao lên lâu vậy, lâu vậy, đi đâu vậy? Sắp tới bờ rồi, sắp tới bờ rồi. Câu lên, câu lên. Trời ơi mừng quá. Cười cái gì mấy anh? Cười cái gì? Không có gì buồn cười chứ. Thanh đâu? Thanh, Thanh hả? Đây em Thanh đây. Thanh hả? Thanh là ai? Thanh là ai? Em là Thanh. Em là Thanh hả? Dạ. Chào 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 em. Dạ. Bạn té được bao nhiêu lần, bạn đếm được không? Dạ mỗi ngày té cũng 200-300 lần gì đó. Trời. Anh đứng với đàng hoàng. Anh ngồi xuống luôn đi rồi anh lên. Không có được cái gì nó khó chịu tới các hả? Các anh em chỉ làm sao cho Hoài Rapper với lại một bạn khán giả gửi thư về cho chương trình thắc mắc là làm sao tập ba tin mà không té. À, có cách không té là té nhiều lên. Té nhiều lên là quên luôn cảm giác té. Té cái kiểu mà bị mất cảm xúc luôn á. Nhưng mà bây giờ té là điều chắc chắn ai cũng phải gặp khi mà tập môn ba tin này rồi. Nhưng mà té làm sao cho an toàn? Mà những kỹ năng cần thiết khi té thì tốt nhất là mình nên đeo bảo hộ. Này nó sẽ hỗ trợ mình khi mình té. À, tốt nhất là nên đi tìm tới những cái sân chơi chuyên nghiệp hơn để mình có những huấn luyện viên tốt, họ sẽ củng cố cái kỹ năng trượt của mình hơn nữa. Đây là cái cách té của những người đã chơi quen rồi và họ sẽ đi nhanh một tí. Đầu tiên họ khuỵu gối xuống và sau đó họ dùng và cánh tay ép lại trước ngực. Thứ nhất là bảo vệ được mặt. Thứ hai là khi họ lăn thì họ sẽ giảm được cái chấn động lên tại những toàn phần trên cơ thể. Những người mới chơi thường mắc phải là té mà họ sẽ chống tay.
Cái đó là không nên, vì lúc đó sẽ dễ gãy xương. Đúng rồi, chật khớp luôn á. Dạ đúng. Cái cách của người mới chơi là mới té nên tập luyện đó chính là té chồm tới đằng trước. Chồm vì lúc đó họ sẽ đeo bảo hộ gối, cổ chỏ và cái cổ tay. Cho nên lúc đó họ chỉ cần rơi đầu gối xuống xong rồi dùng hai bàn tay với lại cổ chỏ. Đâu em thí dụ đi, thí dụ giờ không giữ thăng bằng được mà cứ hai chân cứ đi ra vậy. Đúng rồi, chồm tới. Cứ chồm tới. Lúc tới mình nên để gói xuống trước. À, để gói xuống. Rồi sau đó hai tay chống xuống. À. Dạ, đập gói còn đau nữa. Không phải đeo bảo hộ. Té an toàn thì cứ té thoải mái. Đeo bảo hộ gói. Vừa rồi là những động tác té cơ bản. Và bây giờ thì Thanh có thể hướng dẫn cho Hoàng một số động tác cơ bản để giữ thăng bằng cho tốt, giảm thiểu số lần té. Dạ. Lúc bắt đầu thì mình nên để hai chân chữ V. Thì mà lúc đó mình xài chỉ cần sạc chân ga là nó sẽ chạy tới trước. Nhưng mà lúc mình cố gắng gồng lại nó sẽ giật ngược mình về phía sau. Dạ đúng. Và khi đã quen với lại cái sạc và điều khiển được chân thì mình sẽ tới và rút chân ga, rút chân về. Đấy, rút chừng vậy mình rút ngang vô người mình á, chứ mình không rút về phía sau. À, rút ngang hả? Rồi, đó, đúng rồi. Nhất luôn nè, ghê, nhất nè. Nặng thiệt, cái giày này nặng lắm. Wow. Banh ra, rút ra nè. Đúng rồi nè. Rút ra nè. À, thôi tôi về đây. À. Giữ cái máy đó, ông muốn tôi ra tôi mới giữ được. Không được. Ông muốn tôi ra. Cái dài trơn, mày ông tôi ra. Mày chân ta tẹt. Bẹt. Mày muốn tôi ra. Mày muốn tôi ra. Tao không muốn được. Giữ cái máy. Tao thả ta. Cái máy. Muốn tôi ra. Bây giờ vậy. Từ buông cái máy ra nè. Từ buông cái máy ra. Rồi là bây giờ chỉnh người đó đi. Chỉnh người đó đi. Em đúng rồi. Nắm đây. Anh em ta là một gia đình mà. Rồi anh em ơi, bây giờ vậy anh em quay từ từ. Rồi. Đừng quơ vô cái máy, quay từ từ. Rồi vậy ha. Rồi anh về đi. Đi ra ngoài đó đi. Ừ. Cả từ giây hôm đó là mày xin lỗi. Có tai nạn xảy ra. Xin lỗi không cố ý. Vừa rồi là tôi đã té đúng kỹ thuật rồi đó. Tôi đã đưa cái đầu lên. Chữ V nè. Cứ bình tĩnh. Chơi môn thể thao này chúng ta không được vội vã. Nãy giờ tôi chưa thấy ông nhúc nhích gì á. Tôi thấy ông nói đâu rồi. Kỳ à. Đúng rồi. Ôi, giỏi quá. Trời ơi, mừng quá. Mừng quá. Giống như là gặp người thân vậy đó. Trời ơi. Ôi. Khúc cuối thì là tuyệt vời. Những cái khung hình nào mà không có anh Hoàng á, rất là tuyệt vời. Ý nghĩa biết bao nhiêu. Nói chung đó là không thể nào mà chơi ba tim mà không té được. Chỉ là té ít thì té nhiều, giảm thiểu té thôi. Không phải té ít hay té nhiều. Cái bộ môn này á, không thể không té. Là bộ môn thể thao mạo hiểm. Nó nằm trong X-Game. Thì nó là thiên về thể thao mạo hiểm. Cho nên kêu chơi mà không té là cái chuyện đó là không chuyện được, không thể. Rồi sau khi vậy anh trải nghiệm cái quá trình đó, anh nói nghe thử chơi. Tôi thấy như ban biên tập đang cố tình dìm hàng tôi sao. Cái hình ảnh tôi lên xấu xí quá. Không, anh xấu thiệt. Không thì làm cho nó bớt xấu đi chứ. Đâu có dìm hàng nhau vậy. Chắc phải viết đơn xin nghỉ việc. Mỹ nhân không gốc chết. Em nói thiệt, không có cái gốc nào của anh là nó sống cả. Nên nó mới quay rất là khó bắt hình. Như ban xin là mỹ nhân tìm hoài không thấy gốc luôn. Ô em tròn chỉnh gì luôn.
Mà quay trở lại với là cái chủ đề của chúng ta thì rõ ràng là làm sao mà chơi mà không té được, trừ khi không chơi mới không té thôi. Mà chơi bộ môn thể thao nào cũng có những cái rủi ro, tai nạn của riêng nó. Quan trọng chúng ta có nắm được kỹ năng để đảm bảo được an toàn cho bản thân mình hay không, và đủ đam mê để theo đuổi và vượt qua những cơn đau đó. Và những cái đau đó cũng chính là những cái nét đẹp để khiến cho chúng ta cảm thấy à, mình là một người rất bản lĩnh, rất là vững chãi. Nên hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư về chương trình sẽ có những cú té thật là ngoạn mục để nhớ những kỷ niệm đẹp đó, để khiến cho bản thân mình tự tin hơn. Không biết hỏi gì luôn, thôi vô lại luôn đi. Tới phần bình chọn nè, bình chọn của chuyến đi của anh Hoàng rapper, chuyến đi của Bá Rô. Chuyến đi của Bá Rô là học cách tự vệ, còn chuyến đi của anh Hoàng là phát tiết nghệ thuật. Bắt đầu sẽ là Bá Rô. 1, 2, 3. Chắc bình chọn cho bé An cái gì? Trời ơi, em hiểu anh rồi. Đẹp quá, đẹp, trời, đẹp rất chắc luôn. Đỏ xinh, dễ thương, dễ trắng, mày trắng trẻ. Trời ơi, cái người đàn ông của cái đây là bình chọn, là bình chọn cái nhân vật tham gia. Vậy sao tôi không phải tôi, không phải tôi? Ý là nói là Lan Kinh đã học được một kỹ năng tốt để áp dụng vào đời sống. Ôi, hôm bữa mình đi với May, mình học về cascader, mình cũng đã học được rồi. Nói chung là ngày hôm nay so giữa Martin với lại so giữa Vô Việt Nam thì đều là những cái mình được biết qua rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó hủng hủng ít nên mình tặng cho các bạn màu đỏ. Nhưng nếu mà mình ra quân thì chắc chắn các bạn sẽ thua mình, các bạn hiểu không? Ra quân là sao em? Em có ngon, em bước ra bật coi với anh là Diễm Trinh. Tiếp theo hành trình của Lưu Hoàng rapper. 1, 2, 3. Thấy chưa, tôi nói rồi, tôi cho đỏ tại vì cả hai người đều thua tôi. Ủa anh? Đỏ tụi em ngủ rồi chứ không biết đỏ chỗ nào nữa. Không thì em ủng hộ tinh thần anh cũng chịu té chịu đau đỏ hay chưa cống hiến. Hỏi lý do Sĩ Thanh cho đen kìa. Thôi Sĩ Thanh đâu có cảm tình với tôi, tại vì em thấy anh đi cái chuyến đó anh cũng chả làm được tích sự gì. Sao không té té bầm dập mà anh cũng không té gì gì đẹp đẽ cho cam. Ủa có ai té đẹp không? Em té mà nó đẹp quá đâu. Em té đẹp cho anh coi thử. Anh đầu quýnh tôi rồi Sĩ Thanh chê hả, thì ngồi đó mà giải thích sao mà quýnh tôi được. Thôi nhiệm vụ kỳ sao, nhiệm vụ kỳ sao gì đâu, không lấy quân chương luôn hả, nhận được nhiều quá chê hả. Trời ơi, 4 tuần liên tục rồi lấy chi lấy hoài. Không tin luôn, không thể tin được. Từ đầu năm tới giờ tôi nhận được đúng một lần, khai trương một cái vợ ế luôn em. Vậy là thắng thử xuất sắc của tuần lại thuộc về Ba Rô. Dạo này thôi Ba Rô xuất sắc quá vậy không biết nữa. Không có tôi đó Ba Rô. Không phải được cái chủ đề hay với lại tôi đã quay lại rồi. Cái hai nhiệm vụ tiếp theo sẽ là hai nhiệm vụ bí mật cho nó hấp dẫn. À, trời ơi trời, sao giấu giếm hoài vậy? Kiểu giấu em... xong mà kiểu gì cũng giao cho kiểu em. Kiểu thư ký thích cái kiểu mà bất mở mở bí mật hận hiểu không? Ờ em hận hận hận. Ok ok. Chương trình du lịch kỳ thu tới đây cũng là hết thời lượng rồi. Mong quý vị đã tiếp tục gửi thư vào chương trình cũng như đón xem chương trình vào thứ năm hàng tuần trên HTV7 vào lúc 22:45. Hãy gọi về số hotline 0989089413 để yêu cầu những thám dự tự của chúng tôi để làm thật nhiều các chủ đề khác nhau. Ủa số đó của em sao lúc nào cũng đọc số đó vậy hết trơn á? Hey, số đó của Ba Rô bà con ơi. Cái này à, cái fanpage của tôi nè, fanpage du lịch kỳ thú là cái tôi là admin đó, bởi vậy luôn luôn có những hình ảnh lung linh nhất, đẹp nhất của tôi và những nhiệm vụ mà xuất sắc nhất của tôi được post lên. Nhiệm vụ ngày hôm nay Ba Rô tôi sẽ mình tới blog nè, blog nè. Chúng ta có kênh YouTube đó chính là MCV Media và HTV Entertainment để các bạn có thể xem lại và đừng quên nhấn nút subscribe. Còn bây giờ xin chào.